Thưa quý vị và các bạn, theo công điện 1063 về phòng chống dịch COVID-19, thì từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú. Các địa phương hiện nay cũng đang thực hiện nghiêm việc quản lý công dân và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, đối với những người đã rời khỏi vùng tâm dịch từ trước và trong ngày 31 tháng 7 trở về các tỉnh thành phía Bắc, thì vẫn đang di chuyển qua nhiều tỉnh thành, trong đó có Quảng Trị. Với phương châm bảo vệ tối đa cho nhân dân, lực lượng chức năng và các tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh vẫn đang huy động để hỗ trợ cho bà con có chuyến trở về an toàn khi đi qua địa phận Quảng Trị. Tại chốt kiểm tra y tế liên ngành huyện Hải Lăng, lực lượng cảnh sát giao thông, nhân viên y tế và các tình nguyện viên luôn túc trực 24/24 để vận chuyển hàng hóa, cứu trợ cho người dân di chuyển từ vùng tâm dịch phía Nam trở về quê hương do sức ép quá lớn của dịch bệnh. Bà con em quê hương trên xe máy đi về thì phương tiện đi lại rất là khó khăn. Về sữa và nước uống thì chúng tôi đã cung cấp đầy đủ và cái hỗ trợ cả nước ăn, uống, sữa và trắng xe đồ miễn phí. Cái nguy cơ lây nhiễm tại các chốt là rất là cao, đặc biệt là cán bộ nhân viên là làm nhiệm vụ tại chốt. Thì mặc dù vậy nhưng mà phải tinh thần là phòng dịch của ủy ban tỉnh nên lực lượng công an cũng như các lực lượng khác tại chốt kiểm tra y tế quốc lộ phía Nam tỉnh là hàng ngày hàng giờ là bám chốt thực hiện để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch phần nào đã giải tỏa được áp lực rất lớn cho lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tại các chốt kiểm tra y tế trong thời điểm này. Với số lượng lớn bà con còn lại vẫn đang di chuyển trên đường trở về, tỉnh Quảng Trị vẫn luôn đảm bảo tiếp tế lương thực và hỗ trợ tối đa để người dân an toàn khi đi qua địa phận Quảng Trị.